Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chuyên trách Đông Nam Á mới đây nói họ quan ngại về việc Quốc hội Việt Nam ngày 12 tháng 6 thông qua luật an ninh mạng gây tranh cãi. Tuyên bố của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc được đăng tải trên trang Facebook và Twitter chính thức của họ ngày 14 tháng 6. Văn phòng cho rằng một số điều khoản trong luật mới thông qua trái với các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Cơ quan của Liên Hiệp Quốc cũng đánh giá rằng luật này có thể được sử dụng để trấn áp tiếng nói bất đồng và trao cho chính quyền nhiều quyền hạn mới, ép buộc các công ty công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ phải chia sẻ dữ liệu máy tính, bao gồm thông tin cá nhân, phải từ chối dịch vụ và kiểm duyệt bài đăng của người sử dụng. Cơ quan của Liên Hiệp Quốc nói họ lấy làm tiếc về việc dường như đã thiếu sự tham vấn với công chúng trước khi thông qua luật. Họ kêu gọi chính phủ Việt Nam mang lại một môi trường thuận lợi, ở đó tự do ngôn luận cả trực tuyến lẫn ngoài đời đều được bảo vệ. Tuyên bố được đưa ra sau khi có một số phản ứng từ quốc tế về luật mới của Việt Nam. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói dự kiến các vấn đề liên quan tới quyền tự do biểu đạt và hội họp sẽ được thảo luận chi tiết vào đầu năm sau trong các cuộc kiểm điểm về Việt Nam theo cơ chế đánh giá định kỳ toàn cầu và của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về việc Việt Nam thực hiện các cam kết theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.